trước cửa bến xe khách Mỹ Đình. Không có một chiếc xe khách nào hoạt động đón trả khách. Ngay cả xe ôm, xe Grab, lực lượng vốn kín đặt trước cửa bến xe, này cũng không có. Đường Phạm Hùng, con đường thường xuyên diễn ra cảnh ùn tắc. Thì nay giao thông thưa thớt, đường phố vắng vẻ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, sau 2 ngày thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, thì đến thời điểm này tất cả các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn thủ đô Hà Nội đã thực hiện nghiêm. Có thể nói là trước cửa bến xe Mỹ Đình ngày hôm nay thì rất là vắng vẻ và đường phố thì cũng thuận tiện cho các cái phương tiện đi lại. Tuy nhiên vẫn còn một số xe taxi vẫn đang di chuyển, hoạt động trên đường bất chấp lệnh cấm của Bộ Giao thông Vận tải. Và đây là chiếc taxi của hãng Sao Việt Nam. Không chỉ vi phạm lệnh cấm mà chiếc xe này còn dừng đỗ sai quy định. Khi bị lực lượng thanh tra giao thông nhắc nhở, lái xe vẫn loanh quanh, chối cãi, đưa ra các lý do để biện hộ. Tôi biết là đấy, tôi ra mua đi thuốc ho, ấy ra chỗ Dương Bảng Hàm này tôi mua thuốc ho, đấy nó thuốc ho tôi đặc trị của thuốc ho tôi. Không có tôi biết là tôi có biết là có khách đâu. Ngay sau khi có chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải về việc dừng hoạt động vận tải hành khách, các tổ đội thanh tra giao thông thường xuyên tổ chức tuyên truyền lưu động, nhắc nhở các doanh nghiệp, lái xe nghiêm túc thực hiện nghiêm chỉ đạo. Trước mắt, nếu lái xe, nhà xe nào vẫn tham gia giao thông, lực lượng chức năng sẽ nhắc nhở. Còn nếu cố tình vi phạm dừng đón khách sẽ bị xử lý nghiêm. Vâng, có một số cái xe taxi là vẫn thấy chạy ngoài đường. Thế nhưng mà qua quá trình chúng tôi kiểm tra và thấy là cơ bản thì là những cái xe đấy họ đi là đi không và có hỏi thì người ta nói là đi những cái việc cá nhân. Và những cái trường hợp mà người ta đi ra đường mà không vì cái mục đích kinh doanh thì chúng tôi cũng thường xuyên là chấn chỉnh nhắc nhở và vận động mọi người là chấp hành theo đúng cái chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Việc xe taxi hoạt động chở khách trong thời điểm này tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm bệnh. Vì vậy cơ quan chức năng sẽ vào cuộc nhanh chóng, xử lý nghiêm những trường hợp cố tình làm trái quy định.